mất trắng tài sản khi mua nhà dù cầm trên tay sổ hồng thật. Bạn có tin ra sổ hồng thật mà lại không có giá trị không tưởng là vô lý, nhưng đây là một mảnh khỏe mới của một số chủ đất nghe để tránh bị lừa. Như trường chuyện là ông An có một căn nhà có sổ hồng còn nguyên vẹn, nhưng ông ấy vẫn báo mất để cơ quan thẩm quyền cấp lại sổ mới cho ông bà. Sau khi có hai cuốn sổ hồng, ông An giao bán căn nhà này rẻ hơn thị trường rất nhiều. Sau một thời gian ngắn, đã có một cặp vợ chồng, chị Bình, đang đi tìm nhà và thấy các nhà giá hợp lý lại có sổ hồng đầy đủ. Hai vợ chồng chị quyết định đặt cọc. Lúc này, ông An mới nói là do cần tiền nên phải bán rẻ. Nếu muốn mua, phải đặt cọc 60% giá trị căn nhà. Chị Bình thấy căn nhà giá rẻ và có sổ hồng trên tay nên yên tâm và đồng ý ngay sau đó. Ông An lại cần mấy cuốn sổ này tiếp tục đi vay vốn ngân hàng. Chồng chị Bình phát hiện ra mình bị lừa, ông ấy đã mất tích. Vì bị vỡ nợ, chị Bình và chồng buộc phải dính vào kiện tụng, khiến họ rất mệt mỏi. Tuy nhiên, họ không thể lấy lại được mảnh đất đã thuộc vào ngân hàng trục ngân hàng. Chị Bình và chồng đều cầm sổ hồng thật và cũng có rất nhiều trường hợp giống như gia đình họ. Khi mọi người mua đất, ngay cả khi cầm cuốn sổ hồng trên tay, có thể cuốn sổ hồng này không có giá trị. Một lưu ý quan trọng khi đặt cọc với số tiền lớn là yêu cầu chủ nhà giao văn phòng công chứng để làm hợp đồng đặt cọc. Vì văn phòng công chứng nhận biết cuốn sổ đó còn có giá trị pháp lý hay không.